Xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay bên mình giao chiếc 7010 này ha. Chiếc này được giao cho anh Thu về nghĩa đàn đây anh em. Máy cày Vinh Quang gửi lời cảm ơn đến anh rất là nhiều ha. Đi một quãng đường rất là xa để mua máy của bên mình ha. Thì rất là cảm ơn anh. Bên mình thì những dòng xe như này thì khá là nhiều, do đó là anh em nào có nhu cầu thì xin lòng liên hệ ha. Ok, máy cày Vinh Quang gửi lời cảm ơn đến tất cả anh em gần xa nha. Anh em nào có nhu cầu về những máy này thì xin lòng liên hệ với bên mình ha. Isuzu 7010 nha. Về với anh Thu ở nghĩa đàn của Nghệ An nha. Này thì rất là đẹp ha. Khu vực nghĩa đàn thì mua của bên mình những dòng như này thì khá là nhiều ha, như là anh em ở Nghệ An ha. Rồi ok, chào tất cả anh em nha. Anh em nào có nhu cầu những máy này thì xin lòng liên hệ với bên mình. Bên mình thì cũng thường xuyên cập nhật các cái dòng máy ha, do đó anh em nào có nhu cầu thì liên hệ cũng như là đăng ký kênh bên mình ha để tiện theo dõi. Ok, chào và cảm ơn anh em rất là nhiều nha.